Vâng, xin được mến chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã trở lại với kênh xe cũ của em Trung. Và ngày hôm nay em Trung giới thiệu cái mẫu xe mới được về bên em nhé. Đây là chiếc Hyundai Tucson. Bản này là bản 2.0 xăng tiêu chuẩn anh em nhé. Thì chiếc này bên em đời 2021, xe thì mới lăn bánh được khoảng 3 vạn thôi. Thì ở cái bản xăng tiêu chuẩn này thì xe cũng đã được lên cái form dáng này. Thứ nhất đời 2021 lên cái form dáng rất là đẹp nhé, như bác thấy. Và xe có màu sơn đen. Thì ở cái bản xăng tiêu chuẩn này thì xe cũng có cái mâm rất là khác so với bản đặc biệt đúng không ạ? Vì ở cái phiên bản của Tucson thì nó có 4 phiên bản các bác nhé. Thì bản này bản xăng tiêu chuẩn, rồi đến xăng đặc biệt và một bản máy xăng là 1.6 turbo. Và có một bản cao nhất đó là bản máy dầu, đó 2.0 dầu đặc biệt ạ. Thì ở cái bản xăng tiêu chuẩn này xe cũng đã được trang bị cả ghế điện như bác thấy này. Ghế điện này và gập gương tự động nhé các bác nhé. Rồi cửa kính tất cả đều điện như là một chạm. Thì ở trên cái vô lăng đây cũng được trang bị đàm thoại rảnh tay hay các chức năng điều khiển bằng giọng nói đúng không ạ. Chỉ có thiếu có chăng là đó là chưa được tích hợp Cruise Control đúng không ạ. Màn hình ở đời 2021 này khá là lớn nhé các bác nhé. Đó, màn hình phải 8 inch cũng rất là lớn anh ạ. Và xe cũng không được trang bị cửa sổ trời. Nhưng đổi lại phần nội thất thì rất là đẹp. Như bác thấy nội thất hai màu nhá, rất là đẹp đúng không ạ. Đấy, cũng có các chế độ lái đúng không ạ. Vẫn đầy đủ các chế độ lái như ở cái bản xăng đặc biệt đúng không ạ. Đó, hàng ghế thứ hai rất rộng rãi bác nhá. Và cốp của xe thì vẫn là cốp cơ bác nhá, chưa được lên cốp điện đâu ạ. Và ở cái bản 2.0 đặc biệt hay bản dầu hoặc là bản 1.6 turbo thì xe mới được trang bị là cốp điện các bác nhé. Đây em quay thêm về cái phần này. Xe mới đi 3 vạn, xe được 1 năm và lốp sơ cua chưa hạ này, như bác thấy này. Đó. Xe thì còn rất là zin, sơn zin phải còn đến trên 90%, nói là phải sơn zin còn phải đến 98% như bác thấy từ các cái mép của xe đúng không ạ. Đó, các đường nước sơn. Xe thì mới về bên em, thế là như bác thấy xe rất đẹp nhé. Gầm bệ của xe bác nhìn này, rất là đẹp. Vì bên em thường cam kết về chất lượng với tất cả các bác đúng không ạ. Thứ nhất là về phần keo chỉ của xe thì có thấy này, xe còn rất nguyên bản nhé, keo chỉ không mất một phân, nguyên zin như bác thấy. Như bác thấy kể cả cái hèm cửa hay cái bậc lên xuống còn rất là đẹp nhé. Đó thấy ạ. Đây, quay cả từ bên ghế phụ đây. Ghế phụ của chiếc này thì vẫn là ghế chỉnh cơ các bác. Keo chỉ còn rất tuyệt vời đúng không? Tablo như tắp ly cửa đây còn rất là mới nhé. Xe rất ít sử dụng. Gần như là bác chủ là bác chỉ đi có người lái thì là nhiều hơn thôi. Đó, như bác thấy này, ghế phụ này còn rất đẹp nhé, đúng không ạ. Xe lăn bánh 3 vạn mà xe cũng đã được lên bộ thảm sàn rất tuyệt vời, độ 6D. Đó, bác thấy. Và trước này bên em đang có cái giá chào bán mong muốn là khoảng độ hơn 700. Chính xác là cái giá công khai của bên em là 768 triệu nhé. Quý anh chị nào có quan tâm thì xin vui lòng liên hệ trực tiếp với em Trung theo số điện thoại là 0965 822 782. Địa chỉ là siêu thị Tobica, loại 26 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Và tới đây, chuyên mục xe cũ của em Trung xin được tạm dừng. Hẹn gặp quý anh chị vào những clip tiếp theo. Và lời cuối em xin kính chúc toàn thể quý anh chị và người thân có nhiều sức khỏe, bình an, gặp nhiều may mắn. Em xin chân thành cảm ơn.